Top my hat này lần cuối sau khi bước ra. Bây giờ là chị Hoa đang đi vệ sinh. Làm gì đấy? Bây giờ là 4 giờ phải không? Tại hiện tại trời đẹp quá. Quay phim. Chứ chụp sao á, đâu chụp được. Are you take a picture for you? Thank you.